Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn. Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung, chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Và hôm nay chợ ô tô cũ Quảng Ninh lại lên sóng để giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một mẫu xe. Đó là chiếc Forerunner bản XLT sản xuất năm 2015, màu vàng cam, rất là đẹp. Vâng, chợ ô tô cũ Quảng Ninh thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Nếu quý anh chị các bạn đang tìm kiếm những cái mẫu xe thì hãy liên hệ hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video thì bấm nút đăng ký để ủng hộ cho chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Đồng thời cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang bán hàng ngày. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một mẫu xe Forerunner bản XLT sản xuất năm 2015. Con này cuối năm 2015 nên là nó đã sang cái form mới. Nó có lái điện, có đèn vi xê lông và có khóa vi sai cầu sau. Đây là toàn bộ các cái phần ngoại thất của xe. Xe thì được trang bị thanh thể thao. Đấy, và cái ba đờ sóc ở phía sau thì có cảm biến, có camera lùi. Thân xe nó dài cho nên là có cảm biến lùi cũng như là có camera thì nó hỗ trợ rất tốt cho quá trình mà mình lùi xe vào trong chuồng hoặc là những chỗ mà nó chật hẹp. Vâng, chiếc XLT 2015 này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 545 triệu và 545 triệu đồng. Đấy. Trong những cái lúc mà nó dịch bệnh nó tương đối là ổn, Quảng Ninh ra vào nó rất là dễ dàng. Nếu quý anh chị các bạn muốn đến xem trực tiếp và chạy thử thì hãy đến với chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Còn chợ ô tô cũ Quảng Ninh thì nằm ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Và sau đây Đức Trung sẽ đi gần vào để quý anh chị các bạn có thể quan sát chi tiết mẫu xe trên. Đầu tiên là ta quan sát cái phần đầu xe. Con này là tên tư nhân biển Nghệ An. Bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ cho quý anh chị của các bạn. Đây là các cái cặp đèn pha này, ba đèn pha được trang bị đi xe lông rồi. Đây, đèn gầm. Các cái cặp đèn này vẫn là đèn nguyên bản. Mặt ca lăng chrome. Rất đẹp. Form dáng còn khá là căng. Các cái mối lắp ghép này tương đối là kín khít. Các cái đường gân, các cái góc cạnh của xe này thì phải nói là còn rất là sắc nét. Thế và cái bản XLT đấy thì ta nhận biết được ngay là cái mặt ca lăng này. Rồi là đến cái măng cá cũng như là cái hệ thống gương thì nó ốp chrome rất là sáng đẹp. Thế và cái XLT form mới thì nó có đèn bi-xê lông và cái đèn của nó cũng búp bíp hơn. Trông nó cũng thanh thoát hơn nhưng mà cũng không kém cái sự hầm hố. Nên với một cái dòng xe gầm cao và số sàn hai cầu, trang bị động cơ dầu 2.2 nó rất là khỏe, tay lái điện nó rất là nhẹ nhàng. Đây, và đây là chi tiết của cái quả lốp đằng trước ở bên lái là răng đúc rất là khỏe khoắn R18. Những cái dòng này là lốp nó to hơn XLS cho nên là chạy nó khá là chắc chắn hơn. Thế và chống ồn tốt hơn, tăng tốc nhanh hơn, xử lý tất cả mọi thứ nó êm ái nhẹ nhàng. Đặc biệt là cái độ cách âm cách ồn của cái dòng XLT này thì phải nói là tuyệt vời. Nếu mà đi XLT so với XLS thì hai cái phân khúc ấy nó hơn nhau rất là nhiều. Các bác này đi nhiều thì mới cảm nhận được thì XLT này, đặc biệt là đi cao tốc hay là đi đường trường có đèo dốc đi rất là thích. Các cái trải nghiệm trên chiếc XLT nó rất là tuyệt vời. Đây, gầm bệ nguyên zin, không bị tháo lắm, không bị chỉnh sửa và không sơn phủ. Mặt bước to bản, sơn xi sạch sẽ. Động cơ 2.2 máy dầu, số sàn 6 cấp. Xi nhan tích hợp gương mà con này đăng kiểm thì còn khá là dài. Đến tận tháng 4 năm 2022 có anten, có cả giá lóc về mưa. Tay hõm cửa cũng ốp chống xước, bậc bước rất là to bản. Đối với người già trẻ em ấy thì bước lên bước xuống thì nó cực kỳ là an toàn. Đấy, thanh thể thao ngoài check. Lốp đằng sau ở bên phụ, lốp lắp con này thì còn mới cả dàn. Sắt xi gầm bệ.
bóng nhoáng, không han rỗ và cũng không chảy xước nhé, không có cái dấu hiệu của thời gian. Đây phía đằng sau ba đợt sốc mạ chrome có 4 cảm biến cảnh báo va chạm và có camera lùi. Đấy, biển Nghệ An 37C 35854. Đây, thùng bệ rất là đẹp. Nói tóm lại là nó không chở nặng cho nên là cái thùng của nó còn khá là chất. Còn nguyên các cái đinh bấm, các cái cụm đèn hậu vẫn là đèn zin theo xe, keo chỉ nguyên zin, lót thùng không bị chảy xước, không bị dập dạp. Vâng, quý anh chị các bạn ở xa mà muốn sở hữu cái mẫu xe trên thì hãy liên hệ để được chung tư vấn. Con này lốp dự phòng còn rất là ok, gầm bệ chắc chắn, không chỉnh sửa, không hiệu chỉnh bất cứ một cái chi tiết gì hết. Trời nó đang mưa, mưa trời trở lạnh. Ngoài miền Bắc này thì sau cái đợt mưa này chắc là trời nó rất là lạnh. Thế mà quay ở trong nhà thì cái ánh đèn nó cứ loáng, người ta nhìn cái form của nó không được nét. Thế cho nên là Đức Trung quyết định là mưa cũng quay ở ngoài, tranh thủ lên sóng luôn để quý anh chị các bạn này, ai mà thực sự quan tâm đến mẫu xe trên thì hãy liên hệ để được tư vấn. Đấy, và bên Đức Trung sẽ cam kết cho quý anh chị cùng các bạn xe có thể mang đi check hãng, check gara hay là có thể mang thợ để đi đến kiểm tra cũng rất là ok. Xe được trang bị bộ ghế da màu đen, vô lăng 4 chấu, có tích hợp phím bấm. Đương nhiên thì tất cả các cái chức năng trên xe thì vẫn hoạt động bình thường. Số sàn, hai cầu điện, có khóa vi sai cầu sau, có điều hòa auto, radio đầu CD. Con này có trần lý nguyên bản, gương chống chói. Con này nó có cả gạt mưa tự động nữa, đèn pha tự động, gương điện, có cả cục xòe gương. Khóa cửa trên cánh, gương kính chỉnh điện, kính lái thì auto một chạm. Thế và tất cả các cái mã kính cũng như là các cái keo chỉ của xe này bên Đức Trung cam kết là 100% là zin, không một lỗi nhỏ. Nếu quý anh chị các bạn cảm thấy không chắc chắn thì có thể mang chiếc xe này đến hãng để có thể check. Nó cũng chỉ mất một chút thời gian và mất tiền thì không đáng bao nhiêu, mất tầm khoảng độ 600-700 ngàn gì đó. Thế là người ta check hãng, người ta sẽ kết luận cho chiếc xe này là chất lượng còn đến đâu. Và Đức Trung cũng quay rất kỹ để quý anh chị các bạn ở xa người ta cũng có thể ta xem và ta có cái sự đánh giá. Ngoài cái sự đánh giá thì bên Đức Trung sẽ cam kết là một chiếc xe rất là chất, tắp lô tắp ly còn rất là mới. Con này mới chạy chưa đến 10 vạn, chưa đến 10 vạn chuẩn. Tất cả các cái chi tiết ở trên xe này còn nguyên zin, xe cực đẹp. Mua con xe này về chạy thì quá là yên tâm, lái điện khá là nhẹ nhàng, cánh sau phụ bằng bước ghế. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Forerunner bản XLT sản xuất năm 2015 màu vàng cam. Đây thì ta có thể nhìn thấy động cơ đang hoạt động, máy nổ rất là êm, ra máy còn rất là sáng, cam kết là máy zin, máy số zin, keo chỉ zin và tất cả các cái mã kính này là zin. Máy nổ rất là chắc chắn. Vâng, động cơ 2.2 máy dầu, cùng là cái động cơ 2.2 nhưng mà XLT thì cơ cấu phối khí cũng như là hệ thống của nó khác hoàn toàn với này XLS. Chính vì thế nên là ta đạp ga tăng tốc thì XLT nó rất là nhẹ nhàng, nó vọt rất là nhanh, máy êm nhẹ, cái độ trễ chân ga nó sẽ ít hơn rất nhiều so với lại XLS. Cam kết là xe đẹp,
không nổi. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng 10 phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu chi tiết tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Forerunner bản XLT sản xuất năm 2015, trang bị form mới lái điện. Và chiếc xe trên thì bên chợ Tô Cũ Quảng Ninh đang chào bán với giá là 545 triệu đồng. Còn giá trên thì vẫn còn fit nhẹ cho các bác nhiệt tình. Đấy, xe thì được trang bị đấy, kính lái một chạm đấy nhé. Một chạm, cái nào nó tự xuống một chạm nó lên. Gương cụp xòe đấy, tất cả các cái chức năng ở trên xe thì vẫn hoạt động rất là ok. Bên Đức Trung sẽ cam kết cho quý anh chị cùng các bạn đấy, có ga tự động, có đàm thoại dành tay, có điều khiển nhạc, điều khiển điều hòa bằng giọng nói, số sàn hai cầu điện. Tất cả các cái trang thiết bị ở trên xe thì vẫn hoạt động rất là tốt, không thiếu một cái chức năng gì. Trời nó khá là mưa, Đức Trung cũng tranh thủ quay để quý anh chị các bạn xem, chúng ta có thể nhìn thấy là cái vô lăng với cái phím còi này, các cái vân sần của nó còn rất là đẹp. Người ta khi mà đi xem xe ta cũng chỉ cần nhìn kỹ những cái xe đấy là ta cái chi tiết là người ta đánh giá được là xe nó còn tốt hay không. Thế mà đấy, tất cả những cái chức năng của xe như nó hệ thống lên xuống kính này nó rất là nhẹ nhàng, điều khiển gương luôn. Vâng, Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.